Ông là thủ lĩnh của thế giới hoang dã, người ta đặt cho anh biệt danh chuyên gia đói khát. Khi bạn nhìn thấy thức ăn, hãy gửi nó đi. Đi bộ xuyên rừng nhiệt đới Amazon, với kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã mạnh mẽ, người đầu tiên một mình thách thức vùng hoang dã, ở thời kỳ đỉnh cao của anh ấy, ngay cả Bayzi cũng phải chịu 3 điểm. Những người khác đang cố gắng sống sót ở nơi hoang dã bằng một con dao. Bức tranh khảm hạ cánh sinh tồn nơi hoang dã của anh ấy, nhưng để thử thách giới hạn của chính mình. Daisy thích tự tử mỗi khi không có việc gì làm, lần này anh dự định sẽ sống sót một mình trên một hòn đảo biệt lập trong 60 ngày. Mức độ khó có thể gọi là Spartan trong thế giới rừng rậm. Nhưng để hoàn thành thử thách này, điều đó không chỉ có nghĩa là anh ta sẽ trở nên nổi tiếng trong thế giới hoang dã, và bạn cũng có thể nhận được những huy chương tuyệt vời từ cư dân mạng. Đi tàu cao tốc địa phương, nhanh chóng đến địa điểm thử thách, thành thạo cởi quần rộng, khảm. Sau khi chia tay Odebio, người đang đi cùng anh, Tokuno cảm thấy hơi cô đơn. Trong 60 ngày tới, anh ấy sẽ một mình đối mặt với những thử thách chưa biết. Như chúng ta biết, điều quan trọng nhất để sống sót trên đảo hoang là tìm nước. Nhìn xung quanh, trên đảo có rất nhiều cây dừa mọc. Vì tôi không có dụng cụ trong tay, Starving Bruit chuyên chọn người lùn để tấn công, sau đó đập mạnh vào đá. Uống nước đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đảo, bây giờ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là trời tối. Nhưng nơi cắm trại tối nay vẫn chưa được giải quyết. Ông đệ đi thẳng dọc bãi biển, anh ấy thực sự đã tìm thấy một hang động, cả kích thước và vị trí đều vừa phải. Ông đệ quyết định định cư tại đây, tìm một ít cỏ khô và trải nó xuống đất để dùng làm nệm. Ngắm hoàng hôn đêm đầu tiên. Khi đang gặm dừa, cuộc sống nhỏ bé của tôi thực sự rất tốt, thời gian đến vào ngày hôm sau. Ông đệ cảm thấy sảng khoái khi thức dậy vào sáng sớm. Nhiệm vụ hôm nay là khám phá hòn đảo, tìm thức ăn và nước uống, tìm kiếm dọc theo bãi biển. Anh ta tìm thấy nhiều ốc xà cừ gắn vào rạn san hô, thu thập một số, đập nó mở bằng một hòn đá. Đức đói bắt đầu thưởng thức trực tiếp. Chàng trai tốt, không mặn mà cũng không nhạt nhẽo, dai. Hàm lượng protein gấp hàng chục lần thịt bò, ăn và uống đủ. Tiếp tục tìm kiếm dọc theo bãi biển, anh ta tìm thấy một con kênh bị cuốn trôi khỏi bức tường đá. Điều bất ngờ hơn nữa là trong hố vẫn còn nước ngọt. Ông đệ nóng lòng muốn nếm thử, có vị mát và sảng khoái, khá xác thực, chỉ số giải khát gấp hàng chục lần thịt bò. Tuy nhiên, việc liên tục khỏa thân khiến ông đệ rất bất an. Rủa gần đó, đổ đầy cỏ khô dày, chỉ cần một thiết bị bảo vệ chim được xử lý. Đừng nói với tôi nữa, tác phẩm thủ công này khá tốt. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, anh ta tìm thấy nhiều chai lọ bị trôi trong rừng, vừa phải để lưu trữ nước ngọt. Tiếp tục thêm 45 phút nữa, ông đệ cuối cùng đã tìm ra vị trí của hòn đảo. Rốt cuộc, không có điều gì gọi là điều hướng bản đồ tồi. Không dễ để bị lạc nếu bạn bị lạc, và để có giấc ngủ thoải mái vào ban đêm, ông đệ đặc biệt nhặt mấy lá cỏ. Không ngờ trong quá trình thu hoạch lại có một vụ thu hoạch bất ngờ. Đó là một con tắc kè không có thời gian để chạy trốn. Không cần phải cắt bỏ phần đầu và phần cuối, đặt trực tiếp vào miệng của bạn. Vị gà giòn, nó có kết cấu như gân bò nhai. Thời gian đến vào ngày thứ ba. Sáng sớm anh nhặt mấy vỏ giò, rửa sạch và đặt gọn gàng trên bãi biển.